Bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn một công cụ để mình làm một video dạng như đọc báo. Đó, video báo để mình làm khi nào, không phải báo nào, tờ nào cũng đọc, mình chỉ cần đọc những cái nào hot trend thôi. Mình canh những cái nào mà hiện tại người ta đang quan tâm nhiều á, thì mình sẽ làm cái đọc báo đó. Thí dụ để biết được cái nào là nào đang trend á thì mình sẽ vô Google Trend nè, Google Trend. Ví dụ đây, vô Google Trend. Để mình check được thằng nào đang 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 hot ha. Để vô Google Trend, nó trend đây, trend.google.com chứ không phải kia. Cái kia nó rồi, trend đây. Đó. Trend này là trend coronavirus, đúng không? Đó. Này đang trend là địch lệ nhiệt ba rồi nè, nó số lượng tìm kiếm 5.000 người nè. Đó, trend gì đó mình coi, vô đây tôi coi. Phượng Hoàng Cổ Tấn 10.000 người là cái gì? Đó, bây giờ ví dụ mình sẽ làm trend về Phượng Hoàng Cổ Tấn, Lưu Minh Người Ảo Về Đêm, hoặc là nước lũ nhấn 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 chìm Phượng Hoàng Cổ Tấn đi, mình làm nước lũ đi, giờ mình làm nước lũ đi. Đó, 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 này ít chữ quá ta, đọc ít quá, video không mà, kiếm cái nào chữ chữ, đọc nhiều. Bây giờ, đang trend này đúng không, trend này mình làm cái trend này. Đó, mình biết được là cái keyword mình là Phượng Hoàng đúng không? Phượng Hoàng ngập nặng Cổ Tấn. Mình ghi chữ vì sao vô đi. Vì sao? Đó, mình sẽ làm cái tên là báo chí. Rồi. Ví dụ đi. Đây 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 đây. Tôi sẽ lấy cái này để tôi làm cái video, biên tập thành cái video. Đó. Tôi làm sao? Tôi copy cái link này nha. Nhưng mà tôi phải đăng ký cái tài khoản trên cái thằng này trước, cái thằng này nha. Chút xíu tôi gửi đường link đăng ký cho các bạn nha, các bạn đăng ký. Rồi sau đó mình sẽ vô cái chỗ tạo voice bắt video. Đây phải đăng login vô. Mình vô nha. Đó. Rồi sau đó mình thêm video mới nè. Video mới đi. Video mới là mình dịch cho Phượng Hoàng đi nha. Rồi gì? Rồi thêm. Ở đây mình sẽ dán cái nhập nội dung vô đây. Cái này. Tùy theo một số báo nó bị nó chặn đó, thì nó không cho mình get content đâu, mình get nè. Cái ở trên này nó tự động lấy hình luôn cho mình luôn đó. Đó, lấy hình luôn cho mình rồi cái chỗ mà mở ra riêng thì mình không cần chết cho mình rồi cái chỗ đây là ai đọc Quốc Dũng của Lê Nam nữa bình thường mình chọn ông này đọc video có sub nè đó rồi có nhạc không nhạc đây đó rồi sau đó xong đúng không. Sau khi làm xong rồi, sau khi xong rồi mình mới tạo tạo vô trước. Đợi xíu nó tạo vô cho mình. Cái này mình sẽ xài cái bảng này là tối đa là 1.500 hả? Một mô 1.500. Không, 15.000 chứ, sorry, 15.000. Mười lăm ngàn ký tự. Rồi.
Báo Taiwan News Đài Loan hôm 1 tháng 7. Đó, đúng không? Xong. Rồi bây giờ tiếp theo là tới mình làm video. Mình chọn ảnh nè. Đây mình chọn ảnh ha. Chọn đây, chọn hết. Đó, đi ra hết hình cho mình. Đó, rồi đọc xong ok rồi mới tạo video nè. Đầu render. Quan New Đài Loan hôm 1 tháng 7 đưa tin phường Hoàng Cổ Trấn đã bị ngập lụt trong những ngày gần đây. Cổ trấn này nằm trên một nhánh của sông Dương Tử thuộc tỉnh Hồ Nam, hình thành từ thời Xuân Thu năm 775-476 trước Công nguyên. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết mưa lớn xảy ra trên các con sông Ngô Giang Kiểu